Bạn nghĩ thế nào là tình yêu thương? Đó là một chủ đề dài vô tận, vô biên. Mỗi con người của chúng ta đều có một cách thể hiện, suy nghĩ, hành động với người thân yêu bên cạnh khác nhau. Trong xã hội, trải dài qua hàng thế kỷ, tình yêu là điều con người hướng tới và đi tìm. Tình yêu thương cha mẹ, tình yêu thương vợ chồng, tình yêu thương anh em, tình yêu thương mọi người, tình yêu thương muôn vạn vật đã và đang có ở trên đời. Trong tất cả các mối quan hệ của chúng ta, sự yêu thương, sự cho đi vô điều kiện là điều vô cùng tuyệt vời. Khi yêu, chính là chúng ta yêu tất cả những gì của đối phương có, cả sự tốt bụng hay chưa hoàn hảo, tốt đẹp hay những điều chưa tốt đẹp. Chúng ta bao dung và thứ tha tất cả những điều đó, chứ không phải là sự chiếm hữu. Tôi muốn bạn như thế này, hay bạn phải như thế này với tôi. Yêu thương nhau là cùng nhau nhìn nhận và thay đổi tốt hơn mỗi ngày. Tình yêu nam nữ khác nhau ở rất nhiều cung bậc của cảm xúc. Trong tình yêu của nam giới, cần sự tin tưởng, chấp nhận, cảm kích, tán dương, công nhận và khích lệ. Tình yêu của nữ giới cần sự quan tâm, thấu hiểu, tôn trọng, chung thủy, chăm sóc và động viên. Tình yêu có thể khiến chúng ta cười, cũng có thể khiến chúng ta khóc. Những giọt nước mắt, những nỗi đau hay những hạnh phúc đều là không tránh khỏi. Những cuộc cãi vã, giận hờn, trách móc hay đòi hỏi, đó là sự chiếm hữu. Yêu là mình sẽ bước chung đường dài với nhau. Vậy là có thêm cả nghìn lý do để bước cùng nhau tới cuối cùng. Hãy thẳng thắn nói chuyện với nhau trên phương diện lắng nghe, thấu hiểu, để chúng ta có một tình yêu chân thành. Hãy luôn cảm ơn những người bên cạnh, nói cho bạn những khuyết điểm của bạn. Chỉ có những người nói cho bạn khuyết điểm của bạn một cách chân thành mới là người đối tốt với bạn và yêu thương bạn vô cùng. Tình yêu vốn dĩ là một thứ tình cảm vô hình vạn trạng, đã luôn hiện diện có sẵn trong sâu thẳm của con người chúng ta. Quan trọng chúng ta có nhận ra và trải nghiệm điều đó hay không. Trong tình yêu, ranh giới giữa yêu thương và thù hận chỉ trong tích tắc. Tình yêu chúng ta cũng cần chăm sóc, vun vén và nuôi dưỡng mỗi ngày. Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy. Nếu không biết gìn giữ và trân trọng thì tình yêu sẽ trở nên nguội lạnh. Trái tim con người của chúng ta thường hạnh phúc và vui vẻ khi có những người luôn yêu thương, nói những lời yêu thương và quan tâm đến họ, không trừ bất cứ một ai, già trẻ, lớn bé, ai cũng cần sự yêu thương chân thành lẫn nhau. Ngày nào chúng ta còn được sống trong tình yêu thương thì đó chính là ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người. Trong tất cả mối quan hệ trong cuộc sống, chỉ cần bạn thấu hiểu và chia sẻ một cách chân thành và luôn nghĩ cho người khác thì chính bạn là người nhận được tình yêu vô điều kiện. Khi tâm trí của chúng ta có sự cho đi vô điều kiện, giúp chúng ta có một cuộc sống bình yên, nhiệm màu và vô cùng hạnh phúc. Các bạn có đang gặp phải vấn đề của các mối quan hệ không? Dù là mối quan hệ mẹ cha, ông bà, vợ chồng, nam nữ, trẻ nhỏ, thì chỉ có sự chân thành và thái độ của chính bạn, hành động của chính bạn, yêu thương của chính bạn, nhiệt huyết của chính bạn, những điều đó mang lại sự hạnh phúc cho bạn. Gieo nhân lành gặp sự lành. Sự đối đãi của một người thể hiện trước mặt bạn ra sao, điều đó không còn quá quan trọng, mà quan trọng nhất là bạn thể hiện được lòng chân thành được bao nhiêu với họ. Miệng luôn cười, tâm thái luôn an, dành cho những người đối xử cảm nhận được sự bình yên của bạn thì cũng là cách giúp cho họ tìm về bản ngã của mình. Đối với những người thân yêu, đừng chiến thắng bằng tranh cãi,
trình bày nó bằng tình yêu mà bạn trao tặng cho họ. Tình yêu thương mà chúng ta cho đi là thứ duy nhất chúng ta giữ được trong cuộc sống này. Khi các bạn hiểu được chỉ điều gì khi chúng ta mất đi, khi chúng ta không còn trên đời nữa, khi đó bạn mới ý thức được tình yêu vô cùng quan trọng đến thế nào. Thay vì một đời người với bao sự ganh ghét, hận thù, dành cho nhau những câu nói đau thương và ra đi trong hối hận, chúng ta hãy cho đi tình yêu, biến tình yêu thành sự sống luôn dồi dào chảy mãi trong trái tim của mình, để khi ra đi thanh thản với bản thân và mọi người đã vui vẻ khi được ở bên cạnh bạn. Còn trong cuộc sống hôn nhân, tình yêu còn quan trọng vô cùng. Sự yêu thương có thể giúp nhau thành công trên cuộc đời này, dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Những câu nói yêu thương, sự vỗ về và chia sẻ với nhau, dìu dắt để trở nên có ý nghĩa và hạnh phúc hơn mỗi ngày. Đó là điều tất cả các cặp vợ chồng đều mong muốn. Bạn sinh ra trên đời này có mục đích và ý nghĩa gì? Có bao giờ bạn đặt câu hỏi đó chưa? Bạn sinh ra để trải nghiệm sự sống tại trái đất này, để tận hưởng, để yêu thương và cho đi, để tìm lại chính con người của bạn. Khi yêu thương cũng chính là lúc con người thật trong bạn trỗi dậy, thì sự tôn trọng của tất cả mọi người sẽ dành cho bạn một cách chân thành. Tình yêu đôi khi cũng chẳng cần nói ra, âm thầm dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất, từ những điều giản dị và đơn giản nhất, vì thời gian trôi qua không chờ đợi bất cứ một ai cả. Càng đơn giản càng hạnh phúc. Hãy yêu thương, hãy hạnh phúc. Tình yêu thương là điều căn bản cho tất cả niềm vui bắt đầu. Hãy thôi trách cứ nhau. Và điều quan trọng trong tình yêu thương đó chính là đừng làm quá và cũng đừng buông thả. Hãy đồng hành để đối phương cảm thấy thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc thực sự khi ở bên cạnh bạn. Biết ơn mọi người đã lắng nghe thông điệp của vũ trụ. Nguyện cầu cho tất cả mọi người đủ đầy tình yêu thương thiện lành. Cầu cho tất cả chúng ta một đời bình an. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.